날씨가 시원해. 네. 비가 와서. 근데 하노이는 언제 우기예요? 오기? 네. tháng 6, tháng 7. 네. 6. 사오? 응, 6, 6, 7. 땅사오? 아, 땅사오. 그러면 지금 땅사오, 이제 땅바위는 비 많이 와요? 땅바위도? 네. 네. 땅 6, 비 오면 7. 좀덜 더워요? 비, 아니, 비 오면 시원해요. 네네네. 덥지 않아요? 네, 알겠습니다. 아, 공부해요. 제가 먼저 읽을게요. 투자 네. 전략, 장기 보유. 투자자들은 자본 이득을 위해 장기 보유 전략을 고려합니다. 임대 수익, 특히 외국인과 젊은 전문가를 대상으로 한 주거 부문에서 좋은 임대 수익을 얻을 수 있습니다. 개발 프로젝트. 신흥 지역에서 개발 프로젝트에 참여하면 상당한 수익을 얻을 수 있습니다. 네, 읽어주세요. 네, 투자 전략. 장기 보유. 투자자들은 자본 이득을 위해 장기 보유 전략을 고려합니다. 임대 수익. 특히 외국인과 전문가를 대상으로 한 주거 부분에서 좋은 임대 수익을 얻을 수 있습니다. 개발 프로젝트. 신흥 지역에서 개발 프로젝트에 참여하면 상당한 수익을 얻을 수 있습니다. 네. 투자 전략. 게임백 뭐라고? 진로. 젤륵 다우뚜. 진로. 젤륵 진로. 다우뚜. 로드. 진로. 장기 보유. 보유하다란 말 알아요? 뭐요? 뭐요? 몰라요. 보유는 코. 가지고 있다. 가지고 있다. 가지고 있다. 네. 거? 보유. 네. 보유. 장기 라 자이한 자이한 자야. 자야. 예 자이한 뉴이 다우투 뉴 뉴이 다우투 누가 너도 투자 참배 투자 참배 고려하다는 이거 생각하다 생각하다 순이 순이 라 진로 질룩 고 보유 진로 내 보유라지 보유 이가 가지다 가지다 이가 진로 보유 가지다 소유하다 소유하다 같은 말이에요 소유 보유 뭐, 말이자고. 투자자들은 자본 이득을 위해 내 이득라 이득 알아요? 어, 나눠해요. 어느 말이야? 네네 이득? 자본 네, 이득 이익 이익 뜻라니? 이익 러뜻? 네, 러뜻? 르득 르득 네, 자본 러뜻? 자본 지하 지하 자본? 네 지하 티엔 자본, 돈돈 돈나, 예 네, 자본이 많이 들어요. 돈이 많이 들어요. 자본금이 필요해요. 돈이 필요해요. 같은 말. 임대라 토에 수익 라 이득 수익 수익 라 투입 수익 수냐 토에 토에냐 투입 냐 토에 저퇴 냐 토에 투입 예 저퇴 저퇴냐 특히 티엔베이 뭐라고 해요? 특히 아 딱벳 특별 예.
đặc Vì biệt khu kia này người nước ngoài gà nước ngoài nước ngoài chuyên gà rồi thì sẽ chế đưa chấm gà chấm gà chấm gà bỏ ra chọn cái này không gà chọn tên bếp chuyên gà đúng giả nhà chế chuyên gia chấm gà này chuyên gia tên giả chuyên gia này cái sang rồi chú có cùng này xong chú có là nhà ốp nhà cứ nhà ở Han han kumun han han nhau một phần ăn để kumun punya buồn buồn để suy cơ là tôi suy xin đã ok ok giành được su nhận nhà có tuổi thể tốt được lợi nhuận cho nhất thuê tốt con nhất đúng bộ môn à môn là bộ môn thân bộ phụ nhà phụ môn môn phụ môn phụ môn phụ nhà bộ môn thẻ bài cho thuê nhà để bãi phát triển Project là dự án dự án khai phá phát là triển phát triển bãi dự bằng án bài phát tròn triển nè sinh năng xe rung môi là xe chiều đôn phun phun gì gian đó phun một phun gian một khu vực khu vực nè mới à gì đó khu vực như tham gia tham quan gia phát vào dự triển án ô ship phát triển ở khu vực mới thì có môi thể chiếm được giành được chiếm được cô thể su nhập sang là kết thúc anh nhỉ tăng kế tăng kế tăng kế tăng kể tăng tăng à tăng kể sang tăng đáng kể su nhật tăng kể đáng kể nè tiếng bên số được kéo nè vivo chú xe bất động sản thương mại không phải à, nhiều chỉ gọi nè nè năm đây chuyên là y tàu coi Đây này, đi chiến gọi. lược đầu tư nắm giữ dài hạn nhà đầu tư thường xem xét các chiến lược nắm giữ dài hạn để tận dụng sự tăng giá vốn. Hai, thu nhập cho thuê có tiềm năng thu được lợi nhuận cho thuê tốt, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà ở dành cho người nước ngoài và các chuyên gia trẻ. Ba, dự án phát triển tham gia vào các dự án phát triển, đặc biệt là ở các khu vực mới nổi, có thể mang lại lợi nhuận đáng kể. Đáng kể bạn nè Tăng tăng hả ta? nè sang tăng à ta chế lập đã thực nằm chữ dài hạn nằm dài hạn trang kỳ Đăng bộ ký nằm chữ gà phô yu nằm chữ bồ phô bồ yêu yu nè bồ yêu các nhà đầu tư chung sến xét các chế lập nắm giữ dài tìm xét hạn để thân dưỡng sự tăng giá bồn hai thu nhập cho thuê thu nhập suy kỳ cho suy có thêm năng từ đức lỗi nguồn nguồn cho thuê tốt đặc biệt là trong lĩnh vực nhà ở dành cho người nước nối và các chuyên gia trẻ
각 주엔지아 전문가예요? 주엔지아 전자 전문가? 전문자 네, 주엔지아 전 예, 젤라 젊은 아마주안 파첸 담지아 바오 각주안 파첸 닥베 라오각 두부 모이노 보테 망라이 로이 뇨 단케 네 젤록 다우투 투자 전략 전략, 네 남주 투자, 자산 장기 장기, 보유 보유 우유한 보유, 소유 예 남주 남주, 야 작다, 야다우투 투자자는 야다우투 예 투자자들은, 등 보통 중쌤쌤 찾아요 셋쌤셋 샘샘, 아 고러하다, 예 고려해요 고러. 아 뭐라해요? 아쌤셋 진로 딱 젤럭 전략 그 남주 자얀 장기 보유 전략을 아니야 고려해요. 뭐라해요? 엔딩 수당지아봉 아니요 쑥 상당한 빵 수익을 얻기 위해서 높이기 위해서 수익 높이기 수당 위해서 네네 땅자본 당 자, 수익 본다, 올리자 니. 수당 올리는 거예요. 지아 돈 버는 거예요. 봉. 봉 뭐예요? 지아 봉. 땅 자, 자, 본. 자, 라, 가, 가, 격, 아. 아, 가격. 본, 봉은 뭐예요? 나 본, 라, 이만, 나 본, 몰라요. 뜻, 수, 땅 자, 자, 본, 라, 지. 이득? 자본? 이득 아, 자본 이득 자본 이득 본본땅네 자본 예 자본이 자본 예땅아 그냥 자본 나 몰라 자본 자본 이득 수당 이득 땅대땅중 이득 있어요 뜻 자본 땅아 쌤쌤 한국어도 자본이라고 하는데 자 자본 본 자본 네. 자본, 네네. 자본을 자본, 자본, 올리기 위해서 장기 올리기 위해서 남주 소유 전략을 고려합니다. 네. 아이, 두냐, 조투의 임대 수익, 임대수익 임대 수익, 임낭 도로 꽃게낭 수득, 고, 저 되게 또 띠엠, 낭, 뚜덕, 로이, 눈, 조, 투에토. 투에토, 더, 저 되게 또 임대를 위해서, 로이, 요원. 수익 네. 투르면 수익의 수익의 어 어떨 수 있다 아, 거대한 누안 뭐예요? 누안? 러 인원의 이 소익 아, 로이 누안 수익이에요? 수익을 네 얻을 수 있다. 임낭. 딱펫 그리고 특별히 정린북 냐오 잔. 소위 lĩnh vực nhà ở là chủ co아, lĩnh vực네, 린 lĩnh vực 연관 관련해서. 주거 부문 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 아 린북 부문 부문 부문에서 lĩnh 린 vực nhà chủ co 부문 에서 잔 그래서 외국인 người 노이 누 nước누모 ngoài외국인 과아 전문가 각각 전문가 주엔자 저 이제 젊은 된 전문가를 전문가의 위한 위한 수익을 올릴 수 있다. 수익을 얻을 수 있다. 바, 유한 발전, 그안 파티엔 아, 바이 개발 개발 프로젝트, 프로젝트 예, 네. 담지아, 인바이 바오와 각 유한 발전, 개발 프로젝트에 참가하는 거는
특별히 타쿠엘라 오 각구국 모이노이 새로운 새로운 지역의 지역이다. 새로운 지역에서 지역이고 보테 망라이 로이 뉴안 함께 네. 상당한 수익 소득 응한 수익의 로이 뉴안을 얻을 수 있다. 망라이라 없다 어떨 수 있다 네, 보테 망라이 로이 뉴 단계. 네, 이해했어요. 대한 주요 지역 호악기행지구 역사적 중요성과 상업 활동으로 유명한 중심 업무지구 바딘지구 많은 정부 기관과 대사관이 위치한 주요 사무 공간 지역 또이호지구 소호의 경치 좋은 풍경과 고급 주거 옵션을 제공하여 외국인에게 인기가 많습니다. 네, 읽어보세요. 네, 주요 지역, 환경지구, 역사적 중요성과 상업활동으로 유명한 중심 업무지구, 바딘지구, 많은 정부 기관과 대사관이 위치한 주요 사무 공간 지역, 떠이호지구, 서울이 경치 좋은 풍경과 고급 주거 옵션을 제공하여 외국인에게 인기가 많습니다. 네, 주요 지역 라 구북 주요 뜻 뭐예요? 땡벳 차라 호흡 주요라 주요 중요 관중 중요 주요 예 네. 관중 주요 주요 지역 부분 지구 뜻 알아요? 지구는 지역과 지구라 지구 지역 같아요? 예 네, 같아요. 지구 구북 호악기엠 부분 환경 릭수 역사 관중 중요성 진 링 관중 관적 등 릭수 관적 예 릭수 와 와, 정말 상업활동 활동 정말 활동, 상업 là công nghiệp, 공예 công nghiệp, nổi tiếng ngóp, sang ngóp là thương nghiệp à, hay à. công nghiệp? Né. 유명한 중심 업무지구 구북 Khu vực làm việc, trọng trung tâm tâm, nổi tiếng trung tâm yeah. nổi tiếng. Ừ. 업무 뭐예요? 업무 in-house Ông là làm việc. làm việc khu vực làm việc trung tâm nổi tiếng Badin Google Badin. Bà tin Yeah. 몰라요. Bà tin 뭐예요? Badin 베트남어인데. Think that. 아, 베트남어로 예. 바딩이야. 바딩. 예. 바딩군. 예. 예, 바딩군. Badin. 꽃, 많은 꽃, 나도. 예. 뉴와 와. 신부 기관 뭐예요? 기관. 그 관, chính phủ, 그 관, 기관, 그 관. 그관 신부 뉴 그관 nhiều 신부 cơ quan chính phủ và 다사관이에요 sứ quán, đại sứ quán,다사관 đại sứ quán,오 위치하다라는 뜻 뭐예요? vị trí. 위치 비 위치 에에 위치 hoặc주요 là중점 khu vực 구북 공지 사무 사무 람백 sự오피스 사무 vụ office 사무실 là네, văn맞아요. phòng 사무 뭐예요? 사무 땡백 라지 사무 chắc là
cơ quan cũng kiểu như thế. Sao mua Đấy. À, chế tôi cả xem các à meon samu kỳ quan cặp thải mà trai ố아니요. 기관은 달라요. 기관은 오고나이제이션이에요. 예를 들어서 정부는 여러 개의 부서가 있어요. 정부 기관 여러 개의 그 기관 있어요. 사무는 그냥 업무하고 비슷해요. 람백. 그러니까 비즈니스 존냐 존냐 비즈니스 사무 비슷해요. 주요 비즈니스 동감 공간 비즈니스. 비즈니스 네, 존 존냐 존냐. 비즈니스 네. 비즈니스 띵동이야 네, 빈주안, 남비야 빈주안. 아, 빈주안 람백. 주요 떠요. 부국 떠요. 떠요. 나 떠요 서호. 사르 서호 네. 떠요 에에 떠요 호떠이 아니에요? 호떠이? Tây Hồ, Hồ Tây.호떠이죠. 호떠이. Hồ Tây, Tây Hồ. Cặp뭐라고 해요? thải.호떠이라고 해요? 떠이호라고 해요? 네, đều mà trai. Tây호라고도 해요? Tây Hồ. Tây Hồ cũng cũng mà trai, mà trai. Hồ네. Tây. Hồ Tây cũng mà trai.아, 둘다 맞아요? 네. 아, Tây, OK. Tây Hồ. 아, OK. 아, 서호의 서호 라 호떠이 오, 타이. 경치 라 경치 알아요? 경치라 풍경. 네, 공간, 공간, 경치, 풍경, cảnh trí, 경치, quang cảnh. 관광, 톳, Quang cảnh. 관광, 톳, Phong cảnh là phong cảnh. 네, 관광, 바, 고급, 고급 là, Cao cấp. sao cúc, Cao cấp. né, sao cúc, Nhà ở cao cấp à? sao cúc, and 야, 오 옵션은 선택하는 거예요, 옵션. 옵션 인생맵 뭐예요? 선택. 선택 là lựa chọn. 예? 네? 선택. 네. 인생맵 선택 뭐예요? 선택 là lựa chọn. 너의 차. 선택 là cô đưa tả mà네, nhau đúng다. cặp네, hai rồi맞아요. 말 같아요. 선택 네. 아다 선택 요천 아 냐오 제공 가오급 네 공급 제공하는 거 주다 제공 주다 공값 공값 네 공급하다 제공하다 공급 같아요 공급 노이 노이 외국인 người nước ngoài Hoi à thu hút nhiều người nước ngoài đấy ben. Né. in ghi ca màn 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 thà in ghi ca màn sân gì ta Hoi ben nhat. Hoi thu ben new. à. Thu Tu hút thu hút bu. giống như là nè Rocky đá ấy, cả ta예, 있어요. 비슷해요. 인기가 많다 예, 근데 매력이 Rocky 있다 조금 달라요. 아 매력은 사람 또는 뭐 사람한테 쓰는 건데, 이거는 부동산이에요. 그러니까 매력보다는 그냥 인기 많다. 좋아한다. 선호한다. 선호. 선호. 선호하다 뭐냐면 사람들이 더 좋아한다. 네, 알겠습니다. 네. 아, 또 읽어주세요. 소북진. 국진 quận Hoàn Kiếm, khu trung tâm thương mại nổi tiếng với tầm quan trọng lịch sử và các hoạt động thương mại.
Này, hai. Quận Ba Đình, nơi có nhiều văn phòng chính phủ và đại sứ quán, là khu vực chính cho các không gian văn phòng. Nè. Quận Tây Hồ, phổ biến với người nước ngoài, cung cấp các lựa chọn nhà ở cao cấp và cảnh quan tuyệt đẹp của Hồ Tây. Ở đây mình cũng Quận Hai Bà Trưng, khu vực phát triển nhanh chóng với sự pha trộn giữa bất động sản, nhà ở và thương mại. đây là cái kiểu khu vực chính chính Chủ yếu khu vực chủ yếu chiều quan học game quan chiều cái quan ý là của hà nội quan quận là cùn chính phủ quan chi cù à? cứ 호치민에도 관 많이 있는 것 같아요. 관목, 관하이, 관바 이렇게 해. 네, 네. ở thành phố Khân Thổ Xì있는 관. 그러면 네. 리시 있는 곳은 관 뭐예요? 관 Hoàng Mai 관 호항마이예요? 네. 관 Hoàng Mai 관 호화 게임 관 Hoàn Kiếm 네, 꿈 Hoàn Kiếm quận Hoàn예 Kiếm호화 게임 quận Đà Cổ. 알아요 이렇게 호화 게임 맞아요. 예 호화 게임 뭐야? 가봤어요 지 Hoàn Kiếm 지구 아 네네 관 지구 지역 구 북담 중 마이 nổi tiếng bởi tầm quan trọng lịch sử và các hoạt động thương mại quan và tính nội bộ như văn phòng chính có phủ nhiều văn phòng. văn phòng ý, kỳ quan gặp phải không văn phòng Văn phòng là ừ. kỳ quan, Nè văn phòng và chính đại phủ, sứ quán phòng vụ, đại sứ đại quán sứ quán. đại sứ quán sứ quán là khu vực chính chủ yếu do các không gian văn phòng cơ quan công an xã cơ quan công an công vụ công an văn phòng công vụ công an công gian là công an quan đại hồ hồ chiều chiều phổ biến mỗi ngồi nóc ngồi 외국인에게 인기 있는 거예요? 보기엔 인기 있어요? 돈값 각로 좀 야오 가오값 고급 네바 고급 중고 간관퇴대와 호텔 cảnh quan tuyệt đẹp của Hồ Tây. à, 여기 quan tài hồ qua hồ tài chúng ta khá chi sơn nè quan hai và chung khu vực phát triển nhanh chung bởi sự bắt chôn dù Nhanh chóng. bất động sản nhà ở và thương mại nên hàng hợp yếu Thương mại. hàng hợp Sang ngọc. à. Ê, mà chẳng sang ngọc. Nè, nè.주거 Cùng bất động là công sản nghiệp. nhà ở주거 그러면 Bất động sự sản, nhà phát ở. triển chưa는 뭐예요? 수 Sang và trong chùa pha trộn là mix, tiếng Anh nó ngon là mix 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 nè mix, mix còn Hàn Quốc có đâu mà là giòn ngò nên mix ok ba mix manada bà chọn mix ok để quan hai bà chọn tư phúc bà chọn sao bốn nó sẽ không có tên đấy à hai bà chọn chỉ có hai bà chọn chú gom sang ông nhung phụ thông sang đi bắn nạ đá bà chọn là bài bà cho chọn là đâu anh chị bà khu vực chọn phát triển hai bà chóng chọn hai bà chọn ở đây ạ 모르겠어요
Hai Bà Trưng, Hồ Hoàn Kiếm, Hô Su, Hoàn Kiếm Cần Giò, Isam Nida. Hoa kiên quân sẽ Thế cách à. Hai Bà Trưng à? Hai Bà Trưng cách khoảng 2 km thọ. Chúng tôi thấy không? Hoa kiên này Nè, sao? À. nè, mình sẽ mê sò, 2 km thọ. Hai bà trưng. Hai Bà Trưng. À. Hai Bà Trưng chỉ phú. Ê, Thế k러면 còn sẽ리 còn리 리신 만약에 부동산 하면 어디서 하고 싶어요? 호아겜, 아, 바디린떠효, 하이바증. 제가 미팅 네. 지구 일하고 싶어요. 어디요? 리딩? 미팅 리딩? 네 맞아요. 리딩 오다오? 미팅은 quận Cầu Giấy, Quan cô giới gần gần Cang Nam nhé, Cang Nam Building, Cang Nam Building, Eo, Quảng Nam chị Building đó, Cang Nam, Nam쪽이에요 좀 Cang Nam Building, Arayo. à không biết 몰라요 한국 강남 강남 유딩 예 네. 한국 사람 많나요? 여기 사람 많이 살아요. 아, 그래요? 하노이에서는 한국 사람이 거기 강남 쪽에서 많이 살아요? 네, 알겠습니다. 강남 유딩 아, 강남 미링 미링 네 미링, 예. 아, 오케이. 강남 유딩 네. là meeting 지구예요. 미링 지구, 관 미링. 네, 근 네, 맞아요. 아, meeting. 오케이, 알겠습니다. 아, 그러면, 예. 오케이, 결론 얘기해요. 결론, 하노이 부동산 시장은 투자자, 개발자 및 기업에게 다양한 기회를 제공합니다. 고정 과제도 있지만 도시 성장 궤적과 유리한 투자 환경으로 인해 부동산 활동을 위한 매력적인 목적지입니다. 전략적 계획과 시장 동향 및 규정을 업데이트하는 것이 이 활기찬 시장에서 성공의 핵심입니다. 네, 읽어주세요. 네, 관련 네. 한우 부동산 시장은 투자자, 개발자 및 기업에게 다양한 기회를 제공합니다. 도전 과제도 있지만 도시의 성장 궤적과 유리한 투자 환경으로 인해 부동산 활동을 위한 매력적인 목적지입니다. 전략적 계획과 시장 동향 및 규정을 업데이트하는 것이 이 활기찬 시장에서 성공의 핵심입니다. 네. 결론. 개떡. 하노이 부동산 말론. 시장, 라 티주 바똥산 하노이, 뭐 하노이, 냐 다우뚜, nhà냐 đầu tư,빠진 nhà phát개발자 triển, về. 네, nhà phát triển냐 빠진 바 존옙 và디옙. doanh nghiệp, Yeah, 견옙. 견옙. 공값, cơ hội고호이 đại다장, đại다장, đại 다장, 도전 라지, 도전 là thách thức. 대특 과제, 대특 과제는 해야 할 일이에요. giai과제, đoạn và chê là thái도와 대특 giai đoạn. Taidoa thách thức của nhưng Okay. mà Nhưng mà quê chọc là gì? là trong trang Của gì? tan công Con trai.
파첸 파첸, trưởng thành. 아, 파첸, 아, 파첸과 파첸 땀뽕, 궤적. 꿰 쩍. 꿰 쩍. 이렇게. 꿰 쩍. 뭐예요? 꿰 아, 쩍. 성장 궤적, 그래프, 올라가는 거, 궤적. 올라가는 거. 예, 네, 궤적을 그리는 나. 거. 성장 올라가요. 그래프. 유리한 투자 환경으로 인해 유리하다. 땡벤 뭐예요? 나 유리 보충 다우뚜 러 걸러 걸론. 아, 걸론 보충 다우뚜. 아, 유리 걸러 부동산. 열두 아, 뭐한 건으로 인내 매력적인 목적지입니다. 네. 인내라지 에? 인내라지 아, 인내 뭐예요? 인해 환경으로 인하여, 환경 때문에, 유유 때문에, 위, 아, 때문에, 위, 예, 환경으로 인해 부동산 활동을 위한 매력적인 목적지입니다. 목적지일 날, nơi 목적, 목적 là nơi đến, nơi nơi đến. 목적 mục Nơi đến phổ biến, nơi đích, đến bè đẹp mê rock chọc là hấp dẫn à? nè. Mê전략적 rock là계획과 hấp dẫn. 확전. 네. 전략적 계획과 시장 동향 및 규정을 뜻하는 것이 이 활동된 시장의 성공 핵심입니다. 아, 계획, 전략, 바, 동향, 비중. 동향은 방향, 규정, 규칙, 업데이트. 이 활기찬 시장, 활기차다 알아요? 활기찬? 마이크 짠, 라, 나무엣. 양력, 아, 낙엽, 낙엽, 지중, 지중 낙엽, 핵심, 단콩과 단콩, 핵심, 중땀, 중땀, 핵심 là trọng tâm. 적담, 오케이. 게트. cái gì nhỉ? Update thì update ý thức mở hạ tả mới yếu. nè. 아, 읽어주세요. 결론. Kết luận, thị trường bất động sản Hà Nội cung cấp nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư, nhà phát triển và doanh nghiệp. Mặc Có. dù có những thách thức, những quỹ đạo tăng trưởng của thành phố và môi trường đầu tư thuận lợi khiến đây trở thành điểm đến hấp dẫn cho các hoạt động bất động sản, lập kế hoạch chiến lược và cập nhật xu hướng thị trường cũng như quy định là chìa khóa để thành công trong thị trường sôi động này. Nè, kết luận: thị trường bất động sản Hà Nội cung cấp nhiều cơ hội cho nhà đầu tư, nhà phát nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư, nhà phát triển và doanh nghiệp. Mặc dù có những thách thức, những quỹ đạo tăng trưởng và tăng bộ và môi trường đầu tư chuyển đổi hiện đại cho tăng chiếm đến chăn cho các hoạt động bất động sản là kế hoạch chiến lược và cấp nhà xu hướng thị trường cũng như nữ quy trình là trải qua để tăng công chung thị trường sôi động này hai cái chăn sôi động À, mai sao rồi? Hai kỹ chàng. nè. 1분 남았어요. 내일 공부해요. 네. 수고했어요. 고하셨어요. 네, 담배. 바이바이. 네. 바이바이. 네. 네.